takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push. Chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay Thanh đã có mặt tại chùa SangKê của xã Trường Khánh, huyện Long Phú để ghi lại những cái hình ảnh lễ nhập hạ của người dân tộc Khmer. Ngày hôm nay là lễ dân dần cày, sau 3 tháng người ta mới xuất hạ các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt tại trong cái bổn chùa để người ta đang dân đàn cày như thế nào. Thì Thanh mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Nhân dịp là một ngày mới thì cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ đồng hành với Thanh vào trong ở chùa SangKê của xã Trường Khánh, huyện Long Phú để mình xem. Thì hiện bây giờ thì khoảng 1 giờ 15 của ngày hôm nay thì ngày 14 tháng 6 các bạn, thì hiện giờ bà con mình đang đến để mà dân cúng này cày khá là nhiều. Bây giờ Thanh ghi lại những hình ảnh này thì buổi tối mới vui, thì mình có thời gian hôm nay đến nay giờ này trưa mình ghi lại cho quý cô chú anh chị xem. Rồi bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng xem video ngày hôm nay. Mình đang có mặt tại chùa SangKê của xã Trường Khánh, huyện Long Phú. Giờ ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 âm lịch, nhằm ngày 12 tháng 7 dương lịch. Thì hôm nay ở chùa Trường Khánh có làm cái lễ nhập hạ của bà con Khmer các bạn. Sau 3 tháng thì người ta vào ở ngay chùa, thì hôm nay bà con bắt đầu đến để chuẩn bị các bạn. Thì mình đang có mặt tại khu vực này cho quý cô chú anh chị xem cái lễ nhập hạ như thế nào và chia sẻ lại phong tục của người Khmer đó các bạn. Hiện bây giờ thì buổi chiều thì bắt đầu bà con ở trong các thôn xóm đang đến chùa để dâng các bạn. Đây bây giờ mình đang có mặt tại đây các bạn. Hiện bây giờ thì bà con bắt đầu về để dâng đèn vô các bạn. Đó là bắt đầu đi vô để nhập hạ các bạn. Thì bây giờ bà con mình đã dâng đến chỗ chùa SangKê của ngày hôm nay, bắt đầu vào tháng để nhập hạ đó các bạn. Hôm nay các bạn ơi, đó hiện bây giờ bà con đã đến Đây là cái lễ của phong tục người Khmer đó các bạn. Thì sau khi ta vào đây thì ta ngồi 3 tháng ở trong ủng chùa các bạn. Sau 3 tháng người ta mới xuất ra các bạn. Thì người ta dâng đèn thầy đến của chùa SangKê ngày hôm nay. Thì vẫn tiếp tục người ta đang dâng vô các bạn. Có một sư ở đầu chuẩn bị vô lần đầu là các bạn nhập hạ vào ngày hôm nay. Bây giờ ở bên này cũng trong cái chỗ bổn chùa thì cũng cái thờ Bà Đen của chùa SangKê này các bạn. Mình đang đứng ở đây, bà con mình cũng đến dâng hương cho bà ở đây cũng ngày lễ nhập hạ này luôn. Đây là chỗ tượng Phật nằm ở trong cái chùa các bạn. Đây hiện bây giờ thì con mình người nào mà dâng đèn vô thì vô trong ngõ này ngồi lại các bạn để sư thầy ra làm đọc kinh đó các bạn. Thì các phong tục của người Khmer thì nó rất là nhiều cái phong tục văn hóa và các là sự đưa vào đây rất là hay các bạn. Đây là đầu từ dâng đèn thầy vào trong chùa các bạn. Thì sau khi mà người nào dâng đến thì người ta sẽ đánh bao hòa trống cũng như là cung đón Phật tử đến các bạn. Các bạn ngày mới vui vẻ hãy đón xem video kế tiếp của Sông Nước Miền Tây.